Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Ăn ở Hàn Quốc của mình. Hôm nay mình quay trở lại với một tiết mục mọc băng. Và cũng như tiêu đề video mọi người đã thấy thì những thứ mình ăn hôm nay đó chính là bánh ngọt. Và chủ yếu đó là bánh macaron. Thì đây là những thứ hôm nay mà mình sẽ ăn. Đây là, ở đây có một cái hộp bánh macaron mình đặt ở trên mạng thôi à. Nó gói ghém rất là đẹp đúng không mọi người? Mọi người thấy cái hộp nó bự bự đúng không mọi người? Đó. Mà nói đến bánh macaron á, thì mọi người thấy cái hộp như vậy thì mọi người sẽ nghĩ là nó có rất nhiều bánh trong đây đúng không? Nhưng mà chờ chút xíu mình sẽ bật mic sau nha. Rồi. Tiếp theo ở đây là mình có thêm vài cái bánh macaron nhỏ nhỏ nữa mà mình mua ở cái tiệm bánh mình thường ăn. Và tiệm bánh này nó rất là ngon luôn. Đây, thì ba cái bánh macaron mình mua lẻ hôm nay. Nhìn xinh sao mọi người ha, xinh ghê luôn á. Và sau đó là mình lượn lượn trong cái cửa hàng đó luôn á. Cái thế là mình thấy cái này nó hay hay mà cũng ngon ngon đi. Nhìn nó cũng muốn ăn á. Cái thế là mình cũng mua luôn. Đó, một cái bánh phủ sô-cô-la. Nhưng mà bên trong là gì thì mình cũng chưa biết nữa. Đó. À cuối cùng, đó là một cái bánh ngọt à, gọi là sao ta? Nó giống như là bánh gato á mọi người. Nhưng mà nó là cái phiên bản mini. Đây, thì mình sẽ mở ra cho mọi người xem nha. Đó. Dễ thương cho mình. Nhìn đẹp ghê chưa? Đây, đây là cái tiệm bánh mà mình hay ăn đó mọi người. Chem Papa. Đó. Nhìn dễ thương nha mọi người ha. Hộp bánh này nó có gì đặc biệt? Mình sẽ mở ra cho mọi người xem nha. Wow. Một cái tờ bướm. Wow. Mọi người nhìn nè. Nó có tặng thêm cho mình mấy cái bánh macaron nhỏ nhỏ luôn. Mọi người nhìn nè. Đây mọi người nhìn nè. Cái sự khác biệt của cái bánh mà mình đặt ở trên mạng đó là bánh macaron khổng lồ nha mọi người. Mọi người nhìn nè. Đây là cái size macaron mà mình mua trên mạng. Một set như vậy 4 cái mọi người mình mua là 18.000 won nha. 18.000 won. Đó. Xong rồi cái người ta tặng thêm cho mình mấy cái bánh size nhỏ nhỏ nè mọi người nhìn nè. Đây là cái size nhỏ của cửa hàng này ha. So với cái bánh size nhỏ mà mình mua ở cái cửa hàng mình hay ăn này, thì nó cũng ná nhau ha mọi người ha. Còn đây. Đây là cái bánh macaron khổng lồ mọi người ơi. Nhìn nó xinh quá à. Nó xinh cực luôn á. Thích ghê á. Ở đây nó có 4 vị hả? Mình nghĩ cái này là vị dâu nè. Cái này là vị bơ, mình nghĩ chắc vị bơ. Còn cái này thì chắc chắn là sô-cô-la. Còn cái bánh này mình cũng chẳng biết là vị gì nữa, phải ăn mới biết chứ. Cái da nó dính quá. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị cho cái bàn ăn nó đẹp đẽ chút xíu rồi thì mình sẽ bắt đầu nhập tiệc. Mình đã quay lại với một cái bàn ăn đã được chuẩn bị đầy đủ, gồm có bánh và nước. Bây giờ thì mình nhập tiệc nha. Mình sẽ tráng miệng bằng nước một chút. Mình sẽ ăn cái bánh này trước đi. Tại vì mình thấy cái bánh này không biết nó có bị gì ta, bị chảy không á. Mình đang ngồi ở ngay chỗ cửa sổ á, nắng vô cho nên là mình sợ nó chảy. Mình ăn trước nha. Mà mọi người cùng ăn với mình. Bánh sô-cô-la nha mọi người. Bánh sô-cô-la nhưng mà bên ngoài cũng bao sô-cô-la luôn. Nó hơi ngọt nha mọi người. Cái bánh này nó dạng như bánh brownie á mọi người. Hơi ngọt. Hơi ngọt với mình thôi. Chứ bạn nào mà thích ngọt á là ăn có thể vừa. Bánh nó mềm mềm mà nó không có bị bở nha. Bên trong nhân nó có gì ta? Hạt gì nè? Hạt gì quên mất tiêu rồi. Hạt ốc chó mọi người. Ngon. Ngon ngon. Ở gia đình có 1, 2, 3, 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 loại. Nên là mình sẽ ăn mỗi thứ một chút nha. Xong cái dễ dành. Tối ăn cơm xong ngồi ra phim ăn tiếp. Mình thích cái nhân hạt ốc chó của nó ghê á. Ngon. Ok. Còn lại là đa số là macaron. Thì mình sẽ ăn cái bánh gato bé bé này trước đi, để cho nó không bị lẫn vị với mấy cái kia. Mình nghĩ là mình sẽ sắn nó xuống như vậy mình ăn luôn. Mình ở đây mình có chuẩn bị một cái nhẹ nhỏ nhỏ rồi, thì mình sẽ sắn nó xuống như vậy luôn để cho nó đỡ bị đổ bể. Cái bông lan của nó đã lắm mọi người ơi, ruột nó tan trong miệng luôn á. Cái này á, mà ở bên cái mình có cái bình trà mà kiểu cổ điển á mọi người ha, cái vừa ăn bánh vừa rót miếng trà, cái mình có làm bữa trà chiều. Phải nói là sao ta, nó tan trong miệng luôn mọi người, nó không có ngấy nha, nó không có bị ngấy. Mình cứ nghĩ á là từng lớp bánh màu từng khác khác màu như vậy nè, thì nó cho một cái vị khác nhau rõ ràng chứ, nhưng mà mình cảm thấy là nó không có cái vị rõ ràng cho lắm. Giống như là bánh bông lan á, nó làm bánh xong ấy bột xong á, cái tạo màu thôi à, chứ mình không nghĩ là nó làm từ những cái vật liệu ấy, lộn, cái hương liệu khác nhau. Ngon mọi người ơi. Lâu quá không Việt Nam á, mình không biết là ở Việt Nam bánh ở Việt Nam bây giờ nó có ngon không nữa. Chứ mà ở bên đây là ở Hàn Quốc thì là mình đi vô mấy cái tiệm bánh á mọi người, hoặc là đi vô mấy cái cửa hàng ở cái trung tâm thương mại á, giống như cái video trước mình có đi là vô trung tâm thương mại Hyundai á mọi người. Mình mà đi vô mấy cái tiệm bánh, đi ngang mấy cái tiệm bánh hay là nói chung là bánh bánh ngọt hay là bánh mặn hoặc là bánh gato á, là đều mình đều thích. Ngon. Cái bánh này mình nhớ mình mua là hình như là 4.500 á mọi người. Một cái bánh như vậy nè, nhỏ nhỏ như vậy 4.500 nè. Còn cái bánh brownie hồi nãy mình ăn ha là 1.700 nha, 1.700 quên. Còn một cái bánh lẻ như vậy nè, một cái bánh macaron lẻ như vậy nè là 3.000 quên một cái. Còn cái này hồi nãy mình nói rồi đúng không, bốn cái này mình mua là 18.000 quên á, cái xong người ta tặng thêm cho mình ba cái này nè. Ngon lên quá. Cái này kiểu như là mọi người nó làm cho mình là cứ muốn ăn luôn á, chứ không phải là không thể dừng được luôn á. Bây giờ mình đang có cái cảm giác như vậy á, nhưng mà mình phải dừng để mình ăn mấy cái bánh macaron chứ. Mình mà ăn hết cái này rồi sao mấy bánh macaron mình ăn được ha. Xin phép dừng cuộc chơi ở đây nha, xíu tối gặp lại mày. Và bây giờ mình sẽ ăn tới cái bánh macaron cái dạng miếng đỏ miếng vàng ở bên trong là nó có rắc như là rắc cớm mà mọi người. Ây da, sao mình lại để ra ngoài này trong khi cái bàn ở đây. Mình thiệt tình là thơm lắm mọi người, thơm mùi dâu là chính. Nó có một chút vị chua chua của dâu ua. Là cái bánh này là dâu ua dâu nè. Ngon, tuyệt vời luôn á. Đây thì cái tiếp theo
là mình ăn tới cái bánh macaron phụ dễ thương lắm mọi người. Nè mọi người nhìn này, nó làm wow hình trái tim luôn nha. Đó, thấy chưa? Ở đằng sau thì vẫn là màu ấy rồi, vẫn là hình tròn thôi, nhưng mà ở trước là hình trái tim nè mọi người. Cưng ghê chưa? Này chắc cũng bị dâu quá. Để ăn thử coi nè. Cắn nửa trái tim. Cái này gọi là cái này nó chỉ có vị kem bình thường thôi mọi người. Vị vani, vani kem bình thường thôi à. Nó không có ngọt. Ăn được. Đúng rồi, không có ngọt. Ngon nha. Cái tiệm bánh mình hay mua á. Ủa, là cái tiệm bánh mà mình thấy ngon nhất trong những cái tiệm bánh mà mình ăn luôn á. Xong, bây giờ thì mình sẽ ăn tới cái bánh macaron màu vàng vàng này nha. Cái này là vị gì đây? Vị chanh, vị xoài hay là vị melon? Nó không có cái mùi để mình phân biệt được, phân biệt được nó là cái bánh 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 vị gì. Đây, nó như vậy nè mọi người. Nhìn cưng ha. Ôi, thích ghê á. Chắc sau này mình phải đi học làm bánh mới được. Thích quá. Vị chanh mọi người ơi, vị chanh. Chanh mà vị chanh vàng đó mọi người. Nó không quá chua. Nó không quá chua. Được á. Không biết ở đây nó có giống như là nó có cái bánh đó mọi người. Nè mọi người thấy cái cây không? Đó. Nó giống như cái bánh đó. Ăn nó đập 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 đập. Bây giờ thì mình sẽ ăn tới cái bánh quà tặng trước đi nha. Cái này sao mở khó quá. Cái bánh quà tặng này nó còn nhỏ hơn cái bánh mình mua nữa, cái size mà cái ông bình thường. Chắc là cái size bánh tặng đó mọi người, cho nên là nó phải làm bánh nhỏ nhỏ. Đây, nó như vậy nè. Mình nghĩ cái này là bơ quá, vị bơ quá. Mình nghĩ như vậy. Ăn nha. Đúng luôn, vị bơ đó mọi người. Nhưng mà mọi người thấy nè, cái bánh tặng của cái hãng này nè, thì bên trong á, cái phần kem á, mình cắn cái là nó lòi ra như còn những cái bánh mà mình mua nãy á, đây là mình ăn á, phần kem nó vẫn như vậy, nó không có bị lòi ra luôn. Thì ngày xưa lúc mà mình ở Việt Nam á, mình ăn cái bánh giống như vậy nè mọi người, nó nhỏ vậy, nhỏ xíu như vậy nè, và mình cắn cái nó cũng lòi kem như vậy nè. Nhưng mà ăn cái này cũng được ghê á. Cái này cũng ngon ghê mọi người. Không ngọt nha, không ngọt. Rất là bắt, gọi là nó cứ cứ thôi thúc, làm mình thôi thúc mình ăn á mọi người. Nhưng mà ăn lại để dành. Ăn để dành để tối làm tráng miệng ăn đó mọi người. Làm đồ tráng miệng chứ mà ăn hết bây giờ là khỏi ăn tối luôn á. Mình thông cảm nha. Đó. Mình ăn thử vị thôi mà. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ ăn tới cái bánh này hen. Cái này chắc là tiramisu nè mọi người. Nhìn như vậy giống như tiramisu nè mọi người ha. Đúng luôn. Tiramisu mọi người. Ồ nhìn nó dễ thương quá à. Thật sự luôn á, nhìn cái gì nó bé 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 xinh xinh nhìn thích ghê luôn á. Cái vỏ bánh này nó hơi mềm. Nó giống như là cái vỏ bánh của Oreo đó mọi người, chocolate á. Cái này nó mềm lắm mà.
mình chưa kịp cắn là nó vỡ và nó tan vô miệng mình luôn á. Nhưng mà cái phần kem ở giữa thì nó không có xịt ra giống như hồi nãy. Nó không có đậm vị tiramisu lắm nha, nhưng mà cái bột cacao này rất là đậm vị luôn. Rớt cái nắp rồi mọi người ơi. Đây, mọi người thấy nè, cái phần cacao rất là nhiều luôn á. Rồi rồi, bây giờ thì mình sẽ ăn tiếp tới cái phần này nha, cái bánh này nha. Mình nghĩ chắc là trà xanh rồi. Nó không có cái mùi, cái bánh nó không có cái mùi đặc biệt để mình phân biệt. Đây, nó như vậy nè mọi người. Đó, cưng ghê chưa? Nó rất đậm vị trà xanh luôn á. Cái này á, nó đậm vị trà xanh lắm luôn á. Ôi, ăn nó hơi gắt nha. Nó hơi gắt. Hơi gắt. Không có ngọt, nhưng mà chỉ là hơi gắt cái vị trà xanh thôi. Mình sẽ tiếp tục vô tới cái phần này nha, bốn cái còn lại. Giờ mình mới để ý cái này. Nó giống như cái này nè mọi người, y chang à. Nó không khác gì luôn á. Giống như là này là bánh mẹ nè, này bánh con nè. Còn thôi mình có thể nói là cái này mình để ăn thử, còn ăn thử ngon thì mình mua cái này. Đó. Thôi vậy thì mình sẽ ăn cái này sau cùng đi, tại vì hồi nãy mình mới ăn cái này mà. Vậy thì bây giờ mình sẽ ăn tới cái màu hồng này nha. Nó hơi bự thiệt luôn á mọi người. Mọi người nhìn nè. Cái vỏ bánh này nó hơi mềm á mọi người, mọi người nhìn nè. Mình cầm xíu nãy giờ mà nó hơi bị vỡ vỡ. Nãy giờ ăn mấy cái nhỏ nhỏ xinh xinh á. Bây giờ cầm cái bự vô cái nó hết hồn luôn mọi người. Wow. Bén bằng mặt mình luôn á. Rồi bây giờ ăn sao? Ê mình ăn vậy nè, mình giống như là mình đang ăn hamburger ngọt á mọi người. Đúng luôn á, nhìn nó bằng cái size hamburger luôn mọi người. Đậm nó như vậy nè mọi người. Không ngọt. Không ngọt là được rồi nè. Nhưng mà cái phần bánh này nè, cái vỏ bánh này á, chắc là bự á, nó xe bự á, cho nên là nó hơi bị vỡ chút xíu. À, bên trong bánh đó mọi người, bên trong bánh nó có cái phần mứt dâu luôn nha. Cái vỏ bánh như vậy nè, cái vỏ bánh này ha, xong rồi nó có chén một phần mứt dâu lên, xong rồi nó mới cho cái phần kem lên nha mọi người. Nhờ cái phần mứt dâu á mà nó có thêm cái vị hơi chua chua. Ăn hết một cái bánh này chắc hơi bị nhiều calo luôn á mọi người, thiệt luôn á. Bự lắm. Nó ăn hamburger luôn á. Có bự cả bá hủ luôn. Ăn nãy giờ chưa hết một nửa bánh luôn mọi người. Kiểu này là mình đầu tư mua tráng miệng cho cả tuần luôn để vô lợ. Trời nó nhiều quá. Ví dụ như mấy cái này nhỏ 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 nha, thì mình ăn á, nói chung là nó vừa gọi là ăn không phải quá nhiều á. Còn cái này mình nhìn nha, trời nó bự quá. Cái mình cứ ăn á, mình có cảm thấy là hơi bị nó hơi bị ngấy á, nó hơi bị ngấy chút xíu. Rồi bây giờ mình sẽ thử tới cái nãy ăn á, cái nó rớt cái màu hồng hồng xuống đây nè. Bây giờ mình sẽ thử tới cái bánh này nha, không biết là vị gì nữa. Bây giờ mình sẽ rút kinh nghiệm không cầm nguyên một cái bánh ra nữa, mà mình sẽ ăn như vậy, ăn đúng kiểu hamburger luôn mọi người.
thưa luôn á. Ý mọi người nhìn nè, mọi người thấy không, nó một cái lớp màu nâu nâu ở bên phía dưới cái lớp màu vàng vàng của bánh cá nhân kem ha. Mình ăn cái nó cái gì, đậu đỏ hết ta. Mùi giống như đậu đỏ nha. Ê, nhưng mà cái vỏ bánh này nó hơi cứng. À mình biết sao rồi, cái này nè hình như là cái mứt dâu á, do cái mứt dâu á cho nên là cái vỏ bánh ở dưới nó hơi mềm là như vậy, còn cái này nó hơi cứng nè. Cái vỏ bánh này nó cứng lắm luôn á, nó cứng hơn, cứng nhất cả giờ mình ăn á. Cái nhân kem này nè mọi người, nó như là nhân bơ á, giống như là bơ tự nhiên Việt Nam phớt lên. Đúng rồi, vị bơ. Nhưng mà cái vị nông nông này là cái gì vậy? Chính xác. Đậu đỏ. Đậu đỏ và bơ Tường An. Mà cái vỏ bánh hơi cứng. Nó cứng hơn là người mong đợi á. Nhìn như vậy mọi người chắc sẽ thấy rõ hơn rồi ha. Nó có bị chói nắng không ta? Đó. Giống như là bơ Trường An luôn, y chang. Cái này mình không thích lắm. Mình một phần là mình không thích đậu đỏ nè, với lại mình không mất cái vỏ bánh nó dạ ấy là nó cứng. Rồi bây giờ mình sẽ thử tới cái màu chicola này. Wow, mới nhìn cứ tưởng là nó kẹp nguyên một cái bánh Udon Chocoba bên giữa ở trong luôn á. Nồng nàn mùi vàng, mùi chicola luôn. Cái vỏ bánh vẫn cứng hơn, cái vỏ bánh vẫn cứng hơn mấy cái mũ thử mình ạ. Quá trời quá đất chicola luôn. Gắt lắm, nó gắt chicola lắm mọi người ơi. Gắt lắm luôn á. Ở bên trong nhân ở bên giữa trong của nó thì nó có gì đâu, giống như là bánh bông lan á. Chicola đắng nha mọi người, chicola đắng chứ không phải là chicola giống như Udon Chocoba nha, chicola đắng hoàn toàn. Ăn cái này hơi bị gắt cổ luôn á. Ăn cái này chắc ăn được 3 lần à. Một cái bánh này chắc ăn được 3 lần à. Phần 3 lần tráng miệng luôn á. Thiệt. Gắt lắm. Bạn nào mà có thích ngọt á thì ăn được. Còn với mình là mình không cần quá nhiều ngọt đâu, hơi hơi là được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ ăn tới cái hoa chip macaron nha. Chắc là nó cũng cùng vị cái này thôi nè, nhưng mà mình cũng ăn thử coi là không biết là lúc mà làm cái lớn với cái size nhỏ thì nó có gọi là nó có chênh lệch tỷ lệ bao nhiêu mất. Đặc biệt nha. Cái mà cái chi xương này mọi người thì chỉ cần cắn một cái thôi là cái lớp ở giữa nó xịt ra. Vị chen nhau mọi người, cái nhỏ hay cái lớn đều yên chen nhau à.
bắt đầu no rồi á. Nhưng mà cái cheese này mọi người đã ghê, liếm liếm nó đã ghê, ngon ngon. Ngon. Ủa nãy giờ mình không nơi con chim cánh cụt của gì nè hạ cánh nơi anh nó ngủ rồi nào không biết luôn, nó hạ cánh rồi nào không biết luôn. Rồi mình xin phép dừng cuộc chơi ở đây, ăn nhiều đồ ngọt quá là xíu nữa khỏi ăn tối luôn á, mà không ăn tối mà ăn nhiều đồ ngọt quá là nó bị lên cân. Đây, vậy là một băng đại tiệc bánh ngọt đến đây đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Nếu thích thì hãy like, share và subscribe mình nha. Annyeong.